Vũ Thế Vương được đưa vào sân. Theo danh sách đăng ký của câu lạc bộ Nam Định, Vũ Thế Vương là cầu thủ có chiều cao là 1m56, thấp nhất trong số những cái tên thi đấu tại VIC năm nay. Minh Tuấn, đường chuyền nhanh lên phía trên là cơ hội dành cho Vũ Thế Vương. Vũ Thế Vương vẫn đang là cầu thủ Nam Định. Vũ Thế Vương rồi. Cực kỳ tự tin. Quả bóng lại bỏ Đình Trọng và sau đó là cú đá rất kỹ thuật vào phía góc xa, đánh bại thủ môn Văn Công 2-0 cho đội cuối bảng. Họ đang tạo ra một bất ngờ cực lớn trên sân vận động Hàng Đẫy. 2-0 sau 20 phút thi đấu của hiệp hai. Thẻ vàng cho Vũ Thế Vương khi anh cởi áo mừng bàn thắng vừa rồi, nhưng có thể hiểu được cảm xúc bùng nổ sau khi mà cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất của V-League năm nay có một pha làm bàn đẹp mắt đến như vậy. Hãy cùng xem lại pha xử lý này của Vũ Thế Vương. Bàn thắng thứ hai liên tiếp sau hai vòng đấu. Bây giờ thì Nam Định đang dẫn câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 2-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình này. Cú bấm bóng cực kỳ kỹ thuật, đánh bại hoàn toàn thủ môn Văn Công, người không thể có một phản xạ nào cả. Diego. Thêm một gôi nữa. Và cản phá là của Duy Mạnh. Lê Ngọc Nam. Sĩ Minh là người vừa cố gắng xâm nhập khu vực 16m5 giao án phạt của ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Với những sự cố đã xảy ra ở trận đấu với câu lạc bộ với Nam Định mà chúng ta theo dõi. Phản công cho cầu thủ Nam Định sẽ là đường chuyền của Vũ Thế Vương. Diogo, Thế Vương, đó là một pha dứt điểm kỹ thuật và đó là một siêu phẩm được lặp lại. Điều tương tự đã lặp lại từ Vũ Thế Vương, vẫn là một pha dứt điểm như vậy. Lần trước thì anh đánh bại Văn Công và lần này là pha đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng. 2-0, hai trận đấu liên tiếp Vũ Thế Vương đều có những cú bấm bóng kỹ thuật để đánh bại thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội. Lần thứ hai ở trong trận đấu này Bùi Tiến Dũng phải đón nhận bàn thua. Nhưng đó là một khoảnh khắc mà Vũ Thế Vương đã tạo ra một cú đá cực kỳ kỹ thuật. Cả hai bàn thắng của câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định ở trận đấu này đều được ghi vô cùng đẹp mắt. Diogo và Vũ Thế Vương. Thẻ vàng dành cho Vũ Thế Vương khi cởi áo ăn mừng bàn thắng. Nhưng không vấn đề gì cả. Cầu thủ thấp nhất của V-League 1 năm 2019 tiếp tục tạo ra một siêu phẩm vào lưới của đội bóng được coi là mạnh nhất của V-League. 2-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Hai cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội đã áp sát, nhưng Vũ Thế Vương vẫn tìm ra một khoảng trống nhỏ nhoi. Đội bóng dẫn đầu có nguy cơ. Đối sợ Vũ Thế Vương khá nguy hiểm. Tình huống bóng lập bập, bóng đi thẳng về khung thành của Bùi Tiến Dũng. Một tình huống vấp bóng suýt chút nữa trở thành bàn thắng của Đình Mạnh. Chúng ta sẽ cùng xem lại bóng vừa rồi.
Thế Vương. Vẫn đang là Vũ Thế Vương. Quá tầm dứt điểm của Mai Xuân Quyết. Những hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội nếu chơi như thế này sẽ rất khó trong. Thế Vương. Đó là một tình huống xử lý mà có tới 3 cầu thủ Nam Định đang ở vòng. Đây sẽ là thắng lợi thứ 3 của họ. Họ thay tướng trong bản danh sách đăng ký với vị trí lý tưởng của Vũ Văn Dũng. Và họ sẽ có được trận thắng thứ 3 ở mùa giải năm. Lần thứ 2 ghi bàn vào lưới của Hà Nội cũng trong một cái tình huống và một cái pha ghi bàn nó tương tự như thế. Phải chăng là em đã phải tập luyện những cái kết quả sút như thế này và để chỉ chờ Hà Nội đến là mình thì cũng do tùy vào tình huống thôi ạ. Em có cảm giác về cầu môn và thủ môn đứng rất xa với cột xa nên em bấm bóng vào theo bản năng như quả năm trước rồi.